Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay Đê Game HD. Mình là bé Son Cute. Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và bé Son Cute xin kính chúc tất cả các bạn có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Rồi, thì bây giờ xin mời các bạn cùng bé Son Cute đi vào trải nghiệm game Hay Đê ha. Thì hôm nay Son đi test Covid. Test Covid đó các bạn. Cho nên làm được có một clip à. Và cũng tranh thủ gán cái thời gian mà cái sự kiện hùng lũng kết thúc nè. Thì hôm nay bé Son Cute làm chuột bạch để nhận cái con tượng con dê cho các bạn xem, để các bạn có nên nhận hay không ha. Rồi thì xin mời các bạn đi vào nhận quà hùng lũng với bé Son Cute ha. Thì hy vọng các bạn cũng không cảm bỏ qua nha. Tại vì chấp hành nghị định cho nên cũng phải đi test Covid. Thì hy vọng các bạn đừng có giận bé Son Cute ha. Rồi đây là mùa hung lũng nó đã kết thúc các bạn. Bây giờ các bạn cùng Son xem ha. Nó. Rồi thì bây giờ. Ôi chết rồi các bạn ơi. Cái quà, cái đầu heo của Son chưa có nhận. Không biết nó có tự nhận cho Son không nữa. Ừ, nó tự nhận cho Son rồi, hên quá. Đó, clip sau rồi Son sẽ mở lấy xe nha các bạn. Tại vì Son quên nữa. Hôm qua Son test được cái đầu heo đó các bạn. Rồi Son không có nhận, Son để làm clip mà ai gì nó nhận luôn cho Son rồi. Làm giật mình. Làm các bạn thấy mặt này Son tái mét hết trơn ha. Hết hồn luôn, tại vì cái đầu heo Son test ở trong á. Và Son không có nhận, Son để đó, hôm nay tính nhận khoe với các bạn là được 3 cuộn nơ luôn. Được 3 cuộn nơ. Tính khoe với các bạn, khoe cũ mà đã đời nó nhận luôn rồi không có khoe được các bạn. Rồi đây, đó, nó nhận cho Son luôn rồi. Hiện tại Son cũng cố gắng mà bưng chải để được cái tượng con dê nữa bạn đó. Đáng lẽ là Son không có nhận cái tượng này ha. Tại vì lý do là làm clip review cái này làm chuột bạch cho bạn xem nên nhận nó. Chứ cái tượng này Son thấy nó không có đẹp. Rồi bây giờ Son nhận và Son bỏ nó ra để cho các bạn xem ha. Một lần nữa. Đó, nó bay ra cho Son. Thôi cái này không có khui giống heo nha các bạn. Khui ra thì cũng không có nhận được cái gì hết trơn. Đó, Son hy sinh những cái mảnh ghép đó các bạn. Đây, mảnh ghép mà Son không có lấy ha. Những mảnh ghép với cái hố nước nè. Cái hố nước này là bạn tính một hố là 8 kim cương ha. Cái mương nước nè, mà ba mương đó là 24 kim cương. Đó, mà Son hy sinh luôn để Son lấy cái tượng con dê để cho các bạn xem ha. Đó, hy sinh rất là nhiều. Hy vọng các bạn đừng quên để cho Son một like và một comment nha. Rồi, nó mấy cái thẻ nè ha, Son có lấy ha. Rồi, bây giờ Son sẽ quay trở ra. Rồi hung lũng nè. Rồi hung lũng. Rồi hung lũng. Rồi đã rồi hung lũng nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng Son đi chiêm ngưỡng cái tượng con này ha, để xem coi nó có đẹp không nha các bạn. Không biết nó nằm đâu nữa. Rồi thì bây giờ chỉnh sửa. Rồi thì các bạn xem nó đẹp thì hãy đổi, còn không đẹp thôi đừng có đổi nha. Tại vì Son cũng không đánh giá cao cái tượng này nữa. Rất là nhiều người chê luôn chứ không phải một mình Son nha các bạn. Nó nằm bên cái mục chắc Son nghĩ nằm bên mục kim cương nữa các bạn. Đây. Ủa nó đâu rồi ta? Các bạn nào hóng cái tượng con này không, chứ Son không có hóng rồi. Chủ yếu là mục đích là Son review, làm chuột bạch review cho các bạn xem thôi. Chứ này Son cũng có lấy cái tượng cù trực tiếp mà Son không có bỏ ra, mà thấy không, thấy nó không có đẹp. Đây nó đây các bạn. Qua nó cũng bự ghê các bạn ơi, nó bự chà bá luôn chứ không phải nó nhỏ đâu nha. Nó nè các bạn, để Son gãi nó ra nha. Gãi ra đó ha. Đó rồi, nó cũng có lý đó các bạn ơi, nó cũng bự nha chứ không phải nó nhỏ đâu ha. Đó ha, nó cực kỳ là bự luôn các bạn. Đó, nó bự hơn cái tháp nó phê nữa, nó cao hơn nha các bạn ha. Nó cao hơn ha, cao hơn á. Đó, đó thì các bạn xem coi nó có đẹp không các bạn. Hả? Đó mà cái màu thấy sao. Đợt trước á, không biết cái bạn nào mà bạn thấy không, cái đợt trước mà cái tháp này nè, các bạn nào mà có vô trước thì thấy nha, Son cảm thấy cái đợt đó cái hình ảnh nó đẹp lắm, nó màu đen chứ không phải nó màu xám như vậy đâu, nhìn cái hình nó cực kỳ sắc nét luôn. Mà sao đợt này
nhận tháp xong rồi nó sửa lại cái tượng này nhìn xấu các bạn, hay là bị bản quyền đó, nó làm hình ảnh nó bị bản quyền hay sao mà nó sửa lại cái tượng này. Không biết cái đợt trước các bạn, mùa hung lũng trước cái mùa cái tháp này nè, thì các bạn vào trước bạn thấy cái hình con dê này đúng không, nhưng mà không phải cái hình này đúng không các bạn, đúng không? Son nhớ là không phải đâu, tại vì son nhớ là trước khi nó ra cái tháp này thì nó là cái hình ảnh con dê, nhưng mà cái hình ảnh con dê nó rất là đẹp, sau đó nó tự nhiên nó sửa lại thành cái tháp, rồi bây giờ cái tầng này nè, cái mùa này thì nó là cái hình ảnh con dê này, nhưng mà cái hình ảnh con dê này nó rất là không có đẹp mắt ha. Cái con dê này hình như là con dê khuy meo các bạn. Con dê khuy meo chứ không phải con dê meo ha. Đó, khuy meo là đực, còn meo, ủa khuy meo là cái, còn meo là đực ha các bạn. Mà mình nói khuy meo để cho nó kiểu như nó dễ nghe ha, chứ nói đực cái nghe nó không hay, cho nên Sơn kêu là khuy meo và meo ha. Khuy meo là gái, còn meo là nam ha. Đó, cái này là cái tượng con dê female đúng không các bạn ha, đúng không? Trang điểm tùm lum hết trơn nè, cái mặt này chắc chắn là female rồi, không cái mặt nhìn thấy điểu điểu ha. Đây, để zoom lại xíu nữa đó, cái mặt nó nhìn điểu 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 các bạn ha. Các bạn thấy không đó, cái mặt nó nhìn điểu ớt luôn á, đứng cái thế là cũng nữ tính á, đứng cái thế đứng cái tướng á cũng cầm kiếm nhật rồi hả các bạn. Đó rồi, thì các bạn thấy nếu hợp với các bạn thì bạn chọn, còn không hợp thì bạn chọn 30 diêm cương hoặc là bộ tăng cường ha. Cái bộ tăng cường đó nó sẽ lưu trực tiếp vào bộ tăng cường của mình luôn, mình không phải dùng kim cương để mình lưu lại ha. Những cái bộ tăng cường trong hung lũng, đặc biệt những cái bộ tăng cường trong hung lũng là nó sẽ lưu lại cho mình luôn, thì các bạn lưu ý nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ qua một cái sơ đồ khác, mình bỏ nó ra ha, qua cái sơ đồ này đi, cài đặt làm hiệu hoạt. Sáng giờ ngồi chờ người ta gọi test Covid, các bạn đâu có dám lên làm clip đâu. Ngồi chờ mà chờ tới 1 giờ chiều luôn người ta mới gọi đi làm, đi test Covid, cho nên lỡ cỡ thời gian không có làm clip được thì các bạn cũng thông cảm nha. Tại vì mình cũng người ta kêu đi test thì mình đi test thôi, chứ đâu có ấy được các bạn. Tại ngồi chờ lâu quá lâu. Ngồi từ 8 giờ sáng á, tính làm clip rồi mà ngồi tới 1 giờ luôn, 1 giờ rưỡi luôn rồi cái người ta mới gọi cái đi á các bạn. Đi xong mà đứng ra đứng chờ nữa tại đông lắm. Đây nó đây các bạn, đó. Rồi xong sẽ bỏ hết mấy cái tượng ra cho các bạn ha. Đứng QS, đứng chờ tới COVID mà đông á, cho nên chờ rồi mất thời gian nữa, cũng phải tới 2 giờ mấy xong mới được về tới nhà. 2 giờ mấy xong mới được về tới nhà, xong rồi tranh thủ canh tới giờ nhận thung lũng nè, lên làm chuột bạch cho các bạn xem. Ủa còn đây cái tượng đó bạn, đó đây là những cái tượng mà Son chơi mùa hung lũng ha. Đó, mấy lần trước là Son nhận kim cương không các bạn ơi. Đó, đó đây các bạn. Đó, các bạn thấy sao các bạn? Đó rồi, thì các bạn thấy cái tượng con dê này như thế nào, các bạn đánh giá như thế nào, sao thấy nó không bắt mắt ha, nó độc lạ thôi. Với lại nó là cái mùa hung lũng cho nên nó sẽ không có xuất hiện lần thứ hai nữa, và nó chỉ xuất hiện một lần thôi các bạn. Đó, cho nên đó là hạng độc ha, hạng độc. Nếu bạn nào mà hít thì sưu tầm đó. Còn không hít thì thôi mình lấy kim cương hoặc bộ tăng cường ha. Nó có bộ tăng cường thì nó trực tiếp, chẳng hạn như những bộ ngoài á thì nó bắt buộc mình phải đổi ha, đổi hoặc dùng kim cương giữ lại. Còn cái bộ tăng cường ở trong hung lũng thì nó trực tiếp nó lưu trong đây luôn ha, nó lưu cho mình luôn và mình sẽ sử dụng không có tốn gì hết, mình chỉ cần kích hoạt là mình sử dụng thôi, thì các bạn lưu ý ha. Đó ha, đó. Và hôm qua Son test cái bơm các bạn, là Son full 3 vòng và Son cũng có đăng hình ảnh ở trên tab cộng đồng ở trong kênh của Son á. Son tính hôm nay là để làm clip khoe với các bạn được 3 cái cuộn nơ đó, rồi xong rồi khoe bên đây nữa các bạn. Đó, các bạn thấy gì không, là mục tiêu của Son á là Son mở để Son lấy cái xe này nè. Đó, các bạn thấy không? Đó rồi, thì clip sau
Son sẽ lấy chiếc xe này ra và Son sẽ review cho bạn xem coi xe này nó đẹp hay nó xấu ha. Sao Son thấy chiếc xe này nó bị bẩn bẩn sao mà thấy không? Rồi, thì hiện tại clip này á, hiện tại clip này thì Son Son chỉ review cái quà con dê này thôi các bạn. Chắc cái quà con dê này Son không có tin bài ra đâu. Thấy nó sao sao á ha. Các bạn thấy không? Nó sao sao các bạn ơi. Đó. Không biết này là siêu phẩm hay là thất bại nữa. Các bạn thấy không? Cái tượng con voi nó cũng xấu nè. Mấy cái tượng này là do Son làm clip và Son review để cho các bạn xem á, cho nên Son mới lấy nó thôi, chứ thật ra lấy 30 viên cương nó ngon hơn nữa ha. Lấy 30 viên cương đó mình mua những cái trang trí kim cương khác mình bỏ vô nó ngon. Son chỉ thấy Son thích nhất là mỗi cái tượng nữ thần tự do này nè các bạn. Đây, tượng nữ thần tự do nè, để Son đem ra đây ha. Rồi, có mỗi cái tượng nữ thần tự do là Son thấy Son thích nhất các bạn. Đó, rất là đẹp. Nó đâu mất tiêu rồi ta. Đây, nữ thần tự do nè các bạn. Đó. Đó, tất cả mùa hung lũng là Son lấy có 4 mùa thôi. Là cái mùa mà Son làm clip thì Son lấy, còn những mùa khác thì Son không có làm clip á. Son nhận kim cương không à. Son mê kim cương lắm cho nên Son nhận kim cương hết trơn các bạn. Đó, ha, đây. Đó. Bạn có mỗi tượng nữ thần tự do là nó có màu xanh và nó rất là đặc biệt. Có thể gọi là siêu phẩm ha, rất là đẹp. Còn cái tượng con dê này đó. Đó. Đa số hung lũng á, nó làm cái tượng mà màu xám xám không hả các bạn ha. Trong hung lũng là đa số mấy cái tượng màu xám không nè các bạn thấy không? Màu mè nó không có bắt mắt ha. Rồi. Đó, để xa xa ra để cho các bạn dễ so sánh ha. Ca thêm miếng nữa. Đây. Đó, rồi. Đó các bạn ha. Đó, thì các bạn thấy cái tượng con dê nó sao các bạn? Nó không có nổi bật đúng không? Nó màu xám xám. Nó màu xám xám nó đâu có nổi đâu. Nó không có nổi, với lại nó cũng không có đặc biệt, không thấy gì đặc biệt hết trơn á. Rồi, hy vọng các bạn ha, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới là các bạn chọn cái tượng hay là chọn kim cương hoặc là chọn bộ tăng cường, và các bạn hãy cho Son biết cái tượng này nó theo bạn đánh giá nó như thế nào. Chứ Son này thấy nó không có gì đặc biệt hết trơn. Do là review làm chuột bạch cho bạn nên chọn thôi, chứ thấy không đặc biệt ha. Rồi, thì có rất là nhiều bạn thấy không đẹp nhưng mà vẫn chọn ha. Tại vì lý do là những bạn đã sưu tầm, tại vì những cái tượng này á, mình không chọn là mình không có còn chọn được nữa, chỉ chọn được một lần thôi, và nó sẽ không có mở bán cho mình lần thứ hai. Cho nên các bạn hãy lưu ý ha, nếu các bạn nào mà muốn sưu tầm những cái tượng này thì các bạn nên chọn ha, chọn để sưu tầm thôi, chứ thật ra nó không có đẹp ha. Rồi, thì cho bạn qua đây ngắm một xíu nữa ha. Này. Đó, 25/24 rồi. Hôm qua Son test cái đầu heo mà lần đầu tiên Son được 3 cuộn nơ luôn các bạn. Lần đầu tiên mà được luôn. Chưa xưa giờ test có 2 cuộn nơ à. Cái dòng dòng 2 được 1 cuộn, dòng 3 được 1 cuộn là 2 cuộn. Rồi hôm qua test là dòng 2 được 2 cuộn. Ủa, dòng 2 được 1 cuộn, dòng 3 được 3 cuộn luôn. Rất là ngon. Dòng 3 được 2 cuộn luôn, là tổng cộng là 3 cuộn nơ. Đó. Và được cũng nhiều phiếu lắm bạn. Đó, bữa giờ Son đi cài phiếu á, lên quá trời phiếu rồi nè. Một ngày kiếm cũng được cả chục phiếu á. Đó ha. Rồi, đây là bộ sưu tập trong trống của Son. Đó. Thì các bạn ơi, clip review cái quà đặc biệt của hung lũng đến đây cũng xin tạm dừng ha. Tại vì chủ yếu là review cái quà hung lũng thôi, cho nên đâu có còn gì để review nữa. Thì những cái bạn mà kêu là làm clip thời gian thấp quá coi không đã, thì hẹn clip sau nha các bạn. Tại clip này review cái quà này thôi, không có cái gì đặc biệt nữa để mình review. Nếu review nữa thì câu giờ quá. Thôi đến đây cũng xin tạm dừng ha. Các bạn đừng quên để cho Son một like và một comment ha. Rồi, các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh và nhấn cái chuông luôn. Khi nào Son up clip lên nó thông báo đến các bạn á, các bạn sẽ vào xem. Như vậy các bạn sẽ cập nhật được các thông tin 2D hàng ngày nè, cũng như là các mẹo chơi game 2D để giúp các bạn chơi tốt game 2D hơn ha. Thôi thì mình tạm xa nhau ở clip này đi.
và mình sẽ gặp lại ở clip sau ha. Rồi bé sao ông cô te xin chào tạm biệt các bạn, mãi yêu các bạn.